Các bạn thân mến, hôm nay, bắt đầu từ hôm nay, tiếng vọng sẽ gửi dần đến các bạn một tập tản văn, tạp văn của nhà văn nổi tiếng Phùng Quán. Có những lúc yếu lòng tôi vị câu thơ mà đứng dậy. Xin gửi đến chương 1, 3 phút sự thật. Trong cuộc đời làm văn của tôi, tôi mắc phải một khuyết điểm trầm trọng, diễn đạt dài dòng. Người đầu tiên dạy cho tôi sự hàm xúc cô đọng trong nghệ thuật ngôn từ là một thanh niên Cuba. Anh tên là Antonio Echeverria, biệt danh là Mangdana, nghĩa là quả táo. Anh mới 22 tuổi, sinh viên khoa ngữ văn. Ngày đó đất nước Cuba còn sống dưới chế độ độc tài Batista thói dối trá, đạo đức giả lừa bịp được bọn Batista chọn làm quốc sách cai trị dân. Quốc sách này được lũ khuyển ưng văn hóa, văn nghệ, tô vẽ, dệt gấm thêu hoa nên ngày càng trở nên độc hại. Du ngủ không ít người Cuba vốn hào hiệp cả tin, nhiệt tâm và lương thiện. Mangana tham gia tổ chức bí mật nhằm lật đổ chế độ Batista anh cùng với mấy người bạn thân tín trong tổ chức hoạch định một kế hoạch sẽ toạc bức màn quốc sách lừa mị của bọn độc tài và nói rõ sự thật với nhân dân kế hoạch khá mạo hiểm đánh chiếm đài phát thanh quốc gia vào giờ phát thanh ca nhạc giờ mà không một người dân cuba nào không ngồi bên máy thu thanh sau khi đã dự liệu tính toán kỹ lưỡng đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong kế hoạch đánh chiếm, Mangdana cùng với các bạn anh biết chắc rằng chỉ chiếm nổi đài phát thanh trong vòng 3 phút, có nghĩa là 180 giây đồng hồ. Sau đó bọn bảo vệ đài sẽ tiêu diệt anh. Vậy là bài nói chuyện của anh sẽ phải chấm hết ở giây đồng hồ thứ 181. Anh đặt tên cho kế hoạch mạo hiểm này là 3 phút sự thật. Điều làm Mandana lo lắng nhất không phải việc đánh chiếm Đài Phát Thanh, cũng không phải là cái chết, cái khó là anh phải nói được sự thật với nhân dân chỉ trong vòng 3 phút. Kết quả Mandana cùng các bạn anh với lòng dũng cảm siêu phàm và trí thông minh tuyệt vời của tuổi trẻ đã thực hiện chiến công thần kỳ này một cách toàn vẹn đúng như kế hoạch đã định. Bài nói của anh chấm hết vào đúng lúc những loạt đạn tiểu liên bắn thẳng vào ngực anh vào tim anh ở dây thứ 181. Sau ngày cách mạng Cuba thành công, Antonio Xevania được nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba truy tặng danh hiệu anh hùng dân tộc. Chiến công của anh được nhà thơ Nga Xô Viết Senko viết thành bản tráng ca nổi tiếng 3 phút sự thật. Câu chuyện về Mangdana dạy tôi một bài học lớn về nghệ thuật ngôn từ, cả về những đề tài lớn lao nhất như sự thật, như chân lý đều có thể diễn đạt nó trong vòng 180 giây. Với điều kiện tác giả phải sẵn sàng đem mạng sống để trả giá Cho những dây đồng hồ quý báu đó Sài Gòn 13 tháng 2 1993 Vâng thưa các bạn Năm từ năm 1993 Nhà thơ nhà văn phùng quán đã viết chương 1 3 phút sự thật Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Sau đây tiếng vọng xin gửi lại các bạn bài thơ ba phút sự thật của nhà thơ nga Eftusenko viết tặng người anh hùng cuba bản dịch của nguyễn quỳnh hương tưởng nhớ anh hùng dân tộc cuba jose antonio esvavia bí danh của anh là mansana tức là quả táo theo tiếng tây ban nha có một chàng trai tên là mansana mắt trong veo như suối nguồn buổi sáng hồn nghệ sĩ ồn ào như căn phòng áp mái nơi chim câu ghi ta với hội họa sống chung mansana thích những bắp ngô non ngọt ngào yêu dã cầu trẻ con chim chóc và cây cối đã không ít lần trái tim anh đập vội vì mắt ai vô tình liếc dưới hàng mi dù ngoại hình vẫn giống một thiếu niên nhưng tâm hồn mansana chín chắn với những kẻ đạo đức giả và dối trá anh nghiệt ngã nghiêm túc khác thường mà dối trá ở cuba thì vô cùng trắng trợn khắp các tòa nhà công sở tràn lan dối trá ngự trên xe riêng tổng thống và ngả ngốn như chủ nhân đích thực dối trá đầy khắp các trang nhật báo và bắt đầu từ sáng tinh sương lẫn trong các chương trình ca nhạc dối trá thét gào trên loa phóng thanh. Và thế là chàng trai Mansana không vì vinh quang đơn giản vì sự thật mà anh muốn toàn Cuba được biết cùng các bạn mình chiếm đài phát thanh. Vào phòng cách âm tay lăm lăm khẩu súng giật mít từ tay nữ ca sĩ thính phòng bằng tiếng nói Cuba, niềm tin và dũng cảm, anh nói sự thật với nhân dân. 3 phút, chỉ có 3 phút thôi, tiếng súng đã vang, sau đó là tĩnh lặng. Viên đạn của ba tít ta đã trở thành dấu chấm. Hết câu, dù anh còn nói dở ra rồi nhạc rock erron lại vang vang còn anh đã trở thành bất khuất mang đời mình đổi lấy ba phút cho sự thật anh ngã xuống hạnh phúc ngời gương mặt trẻ thơ tôi muốn nói với thanh niên toàn thế giới với bất cứ đất nước dối trá vẫn hoành hành khi báo chí nói dối không mệt mỏi hãy nhớ gương mansana các bạn ơi Sống như anh, đừng mãi miết chơi bời đối mặt với cái chết quên tiện nghi êm ấm. Nói sự thật, dù gì trong ba phút, chỉ ba phút thôi, rồi bị giết cũng cam lòng. Vâng, đấy là một trong những bản dịch về bài thơ Ba phút sự thật của nhà thơ nga Eftu Senko. À có thể có những cái bản dịch khác nhưng mà tôi chưa tiếp nhận được chúng ta cứ tiếp nhờ, tiếp nhận cái bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương đã xin tạm biệt các bạn hẹn gặp lại